Xin chào các bạn, có rất nhiều thắc mắc của các khách hàng cũng như là khi mà liên hệ để hỏi các cái vấn đề tại sao cái việc mà mở bán phòng ở trên kênh booking.com rồi mà nó không hiển thị ra ngoài. Trong video này thì mình sẽ giải đáp các cái thắc mắc này để cho mọi người hiểu cũng như là biết cái hướng để sẽ xử lý. Trong cái phần mà các bạn hỏi ấy, vì sao mà bên khi mà cài đặt hay là mở tài khoản trên Booking.com rồi ấy, nó không hiển thị ra, thì các bạn kiểm tra cho mình ở trong internet hoặc trong hộp thư của email ấy, để xem là cái chỗ nghỉ của mình đã được duyệt chưa, đã mở bán thành công chưa, mới là cái đầu tiên. Nếu mà trong hộp mail hay là trên internet thì nó báo là có thể đặt được, là có nghĩa là cái chỗ nghỉ của mình ấy là hoàn toàn đã loại trừ được cái nguyên nhân là chưa được duyệt. Sau đó thì các bạn sẽ đi sang cái nguyên nhân thứ hai để chúng ta sẽ kiểm tra, đó là chúng ta sẽ xem là đã cài đặt cái giá phòng cũng như là cái số lượng phòng ở trong internet chưa. Đấy, nếu mà chúng ta đảm bảo cái việc mà chúng ta đã cài đặt là nó sẽ có cái khung màu xanh ở trong cái phần link. Còn cái nguyên nhân thứ ba là các bạn cũng cần phải kiểm tra, đó là cũng là cái gói giá. Nếu mà trong cái trường hợp mà cái gói giá của các bạn ấy mà chỉ áp dụng cho một số phòng hay là một phòng duy nhất chẳng hạn, nếu mà bạn tạo cái phòng khi mà mở bán ấy, các bạn có thể tạo 1-2 phòng đấy. Tuy nhiên thì đến khi mà các bạn hoàn thiện thì các bạn sẽ thêm những phòng khác ở trong cái mục nơi lưu trú ấy, chúng ta sẽ thêm những mục khác trong phần quản lý phòng, thì những cái phòng thêm sau ấy, nó chưa áp dụng cái gói giá mới ở trong đấy, thì các bạn sẽ cần vào cái phần lịch, sau đó lịch và giá, chọn cái phần gói giá để chúng ta sửa chúng ta cái gói giá đấy và chúng ta thêm cái phòng mới vào trong cái phần gói giá thì cái phòng đó nó mới hiển thị ra. Đấy là ba cái nguyên nhân là vì sao mà nó không hiển thị ra phía ngoài, thì các bạn sẽ cần lưu ý. Còn sau đây thì mời các bạn xem một cái case study mình đã xử lý để kiểm tra cái việc mà trong trường hợp thứ ba, có nghĩa là khi mà chúng ta mở bán mà nó chỉ hiển thị một số phòng khi mà ta cài đặt thôi, còn lại những cái phòng sau ấy, ta thêm sau ấy, thì nó không hiển thị ra. Trong này nó có cái phần loại giá này, thì ở đây mình kiểm tra trước nhá. Tại nó chỉ vứt ra một cái loại phòng thôi. Rồi ạ, từ từ ạ. Bây giờ trong này nó có ba cái gói giá này. Một cái gói là non refund này, một cái là standard rate này. Thì bây giờ mình phải đây này, cái phòng này này, chị thấy không, đây nó áp dụng có mỗi một cái phòng rồi này. Đúng rồi, nhưng mà tớ đang hẳn 3 phòng mà bây giờ có mỗi một phòng. Thì vấn đề là do mình cài đặt cái phần này, mình có thể được thêm mấy cái phòng cái sau đấy. Ví dụ như ban đầu ấy thì chị cần phải bởi vì nó áp dụng cái này là cái ví dụ ban đầu chị tạo có một phòng đúng không, xong mình tạo thêm mấy cái phòng sau ấy đấy, thì nó không tự động nó lấy tất cả các cái phòng còn lại nữa đấy, thì cũng lưu lại áp dụng thay đổi thôi. Rồi này, cái đấy là cái này, xong một tí ra ngoài nó sẽ hiển thị ra thôi. Còn cái phần giá ấy, thì cả số lượng phòng ấy, nó sẽ có một là cái phần gói giá đấy, nếu mà mình đã chỉnh rồi ấy thì ở đây ra được, ra xem phòng rồi, đúng rồi. Còn bây giờ nhưng mà sao nó ghi là bị nhiều giới hạn này thế nào đấy? Bởi vì đây chị chưa cài số lượng phòng bán cộng với cái giá bán ở đây. Ví dụ cái phòng đi lắc giường đôi này chị muốn bán bao nhiêu tiền này thì chị có thể sửa hàng loạt để mình sửa giá. Đấy. Xong chọn cái giai đoạn này này, từ bắt đầu từ hôm nay đến ví dụ như là cái giai đoạn chị cài ấy, thì thông thường như cài xa đó. Ví dụ như mùa cao điểm, mùa thấp điểm nó giá khác hay cuối tuần giá khác ấy, thì chị có thể cài hai cái mức giá nhé. Ví dụ cái phòng này chị muốn bán bao nhiêu nè, ví dụ vậy. Phòng đấy là phòng nào nhỉ? Phòng đi lắc giường đôi cái gì đấy. Giường đôi này thì tớ đang để ở đây là 450 đấy. Nó bằng cái phòng trên à? Cao hơn tí à? Phòng trên là 400 nhưng mà cuối tuần là phòng trên là cuối tuần là 450, ngày thường là 400. Và phòng này cuối tuần là 500, phòng ngày thường là 450. Tức là đắt lên cái phòng trên là 50 gì. Thế bây giờ chị cài đi, ví dụ nhá. Đây để em chỉ chị xong lần sau chị tự cài nhé.
Vâng, bây giờ chị cứ Đấy đúng cài không? cài đến khoảng 31 đi. 31 Tháng tháng 12. 12 đi. Rồi, đến đúng 31. không? Tới 31 tháng 12. Rồi bây giờ rồi nhá, tích vào cái mũi tên phòng để bán ở cái dòng đầu tiên đấy. Đây đấy, đây đấy, bây giờ phòng này chị muốn bán bao nhiêu phòng để cho chị ghi số lượng vào đấy. Cái này là hai phòng rồi, lưu thay đổi đi, xong kéo luôn xuống dưới nhá, kéo xuống một tí thôi. Đấy, có phần giá này, chị chọn được cái phần giá. Giá à, đấy, bây giờ chị có thể là cho luôn cái giá là 500.000 vào đây hoặc là 450 cũng được, tí nữa mình sửa thêm một nấc nữa. À, 450. Bây giờ mình mới bán thì mình cứ để giá rẻ hơn tí được đúng không? Rồi bây giờ chị cứ lưu lại đi ạ, cứ lưu hết cái giai đoạn dài đi ạ. Rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ cái nhá, kéo lên trên này này. Bây giờ thứ bảy chủ nhật chị để giá cao hơn đúng không? Bởi vì cái giai đoạn này mình đang đúng cài rồi. Đấy, thì bây giờ chị bỏ tích những cái chị ngày bỏ cái này. Bỏ tích những cái ngày từ thứ hai đến những ngày thường đi. Để mỗi thứ sáu thứ bảy thôi, được chưa? Rồi, đấy thì bây giờ đây nào. Lại hai phòng không, đúng không? Cái hai phòng không cần phải sửa bởi vì số lượng nó là hai rồi, thì sửa nguyên cái giá thôi. Thì nút thủy đây giá này. Đây. Đấy. 500. Nhưng mà chị mới chọn cái gói cái loại giá nhá. Rồi. Đây. Chị chọn cái loại giá đấy. Đây này, cái bên cạnh đây này, bên cạnh nó cái nút 500 ấy, nó sẽ có phần loại giá. Loại giá. Đấy. Đây chị, gì? Đấy, đúng rồi, chị chọn đấy đi. Rồi, xong lưu thay đổi. Thì bây giờ chị nhìn theo phía bên phải nhé, nó sẽ thay đổi với giá này này. Đấy. Ngày cuối tuần này chị thấy là thứ 6, thứ 7 đây này. Các ngày thứ 6, thứ 7 nó lên 500 okay. nhé. Cái phòng dưới đây chị sửa tương tự như vậy nhé. Đấy, được chưa? Nếu bạn muốn được hỗ trợ trực tiếp để tìm ra lộ trình riêng cho mình để có thể phát triển công việc kinh doanh hiệu quả, thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn riêng. OTA Việt Nam, học từ thực tiễn, học là hiệu quả ngay. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.